của anh em ạ. Tranh thủ ngơi một chút, mình dựng cái lều ở trên này. Những cái lều ở đây thì mình sẽ sinh tồn dài ngày ở khu vực này nha các bạn. Giờ mình sẽ chế một cái lỗ này và mình sẽ chế khoan tay nha các bạn nhé. Mẹ hết dao. Làm khoan tay này nó tiết kiệm được nhiều thời gian. Bình thường ngày trước ấy mình hay đi sinh tồn rồi mình toàn vo tay đấy, nhưng mà không ăn thua anh em ạ. Sắp được rồi. Ui, làm mãi mà vẫn chưa lên lửa anh em ạ. Mà bây giờ thì thời tiết thì nó lại ra cơn giông này, mưa này. Tôi nghĩ là đêm nay là mưa rồi. Nếu như không có lửa thì là rất là nguy hiểm nha anh em nhé.
ra lửa rồi, khói rồi, cố lên. Ôi dồi ôi, ôi. Ôi, sướng hết cả người. Đây các bạn ạ, thế là mình đã tạo khoan tay và đánh lửa đây rồi nhá. Thời tiết hôm nay rất là xấu nhá. Hôm nay mình đi đúng cái lúc này. Thời tiết xấu này không biết thế nào đây. Đến giờ này là mệt lắm rồi anh em ạ. Từ sáng đến giờ là mình dựng tạm một cái lều với lại nhóm lửa nhé. Mệt mà, giờ tầm này cũng gần gần tối rồi. Làm cái đá này để cách cát ra. Wow. Ui, bây giờ mới được ngả lưng một chút đây.